vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Ghi nhớ 50 khối đa diện với 30 phút, liệu tuyển thủ của chúng ta có chạy đua kịp với thời gian để hoàn thành thử thách? Khả năng của mình là khai triển chứ không phải là ghi nhớ, còn phải là ghi nhớ chính xác nữa, chứ không phải là chỉ là ghi nhớ rồi án chừng hay là đoán được. Cho nên là mình đã phải luyện tập rất là nhiều về cái phần ghi nhớ này. Nhân nghĩ là cái thời gian 30 phút á, là nó cũng vừa đủ để mà cho chị ghi nhớ tất cả những cái điều đó. Tại vì Nhân nghĩ là chị đến cái chương trình này, chị là một kiến trúc sư và chị có thể nhìn được những cái hình khối đó rất là rõ ràng này kia. Thì Nhân nghĩ rằng là nó nằm ở trong cái tầm kiểm soát của chị. Với nền tảng là một kiến trúc sư có rất là nhiều năm thâm niên hoạt động trong nghề rồi, thì cái việc mà tiếp xúc với những cái khối hình học có những cái hình thù rất là lạ thì cũng không phải là quá mới mẻ so với chị Mai Hân. Phương pháp mà để ghi nhớ các cái hình khối này á, đó là mình sẽ triển khai nó thành 2D và mình nhớ cái hình 2D đó trong đầu luôn. Cái tính đặc thù của mỗi cái khối thì cũng là một cái điểm để cho chị Hân lưu vào cái bộ nhớ của mình về những cái khối đó. Mình ghi nhớ xong. Thưa quý vị, chị Hân đã hoàn tất phần ghi nhớ của mình. Và bây giờ mời chị về lại ghế khiêu chiến. Chúng tôi sẽ phát thảo đề thi lên màn hình LED. Xin mời. Thời gian thực hiện thử thách bắt đầu. Máy tính của ban tổ chức đã lựa chọn ngẫu nhiên 5 cách giải trong rất nhiều những cái cách khai triển mô hình 3D ra thành mô hình 2D. Thí sinh Mai Hân xem để xác định xem là từ 5 cái hình khai triển như vậy thì tạo nên được một cái khối hình như thế nào. Đây cũng là một cái thử thách mà cá nhân tôi nghĩ rằng là rất khó. Cái phần mà tìm hình khối á, thì mình tự tin 100% là mình làm được. Còn đối với việc tìm điểm á, đó là một cái giới hạn mà mình đặt ra cho bản thân mình. Mặc dù là tỷ lệ thành công mình ước chừng khoảng 70% thôi. Cho đề tiếp theo. Chúng tôi sẽ để chị xem tiếp đề 2. Chói vậy, tắt cái đèn đó được không? Nó chói, nó tán lên, không thấy được. Cái ánh sáng và cái make up sẽ làm cho mắt của chị Hân rất là khó chịu. Hoàn toàn có thể hiểu và đồng ý với chị Hân cái chuyện này. Nó thực sự ảnh hưởng tới cái thị lực của mình khi mà mình cần phải tập trung vào một cái chuyện gì đó. Chúng ta đến với đề số 3. Nhân thấy chị Hân giải cái đề số 3 cần khá nhiều thời gian và Nhân thấy cái sự đâm chiêu của chị Hân nó cũng nhiều hơn hai cái đề trước. Wow, xong rồi kìa. Mai Hân đã chốt đáp án. Sau khoảng thời gian đắn đo và tiếp nhận thử thách, liệu tuyển thủ của chúng ta còn giữ được sự tự tin ban đầu? Thưa quý vị, như vậy là chị đã hoàn thành bài thi của mình. Không biết là đúng hay sai nhưng mà vẫn cho người phụ nữ này một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng xem trong ba cái đề đó chị có tìm đúng được cái hình khối mà người ta chỉ cho chị những cái chấm đó hay không. Chúng ta đến với đề 1. Đáp án của đề 1 là khối số 7. Và cái hình sai và được giám khảo dời đi cái điểm là hình số 5. Mời bạn sổ đề. Chuẩn bị 1 2 3 Khối 7, chính xác.
Wow. Và để xem chị có chọn đúng là hình 5 là hình sai không nhá. Xuất sắc. Wow. Xuất sắc thưa chị. Trời ơi, sao biết được ta? Chị dùng cái bút laser này chỉ giùm Trấn Thành một điểm mà ban giám khảo đã dời từ cái khối số 7 này ở cái hình 2D số 5 của nó. Mời chị. Giờ điểm này. Dời cái điểm đó. Và đáp án của chương trình là... Đối với hình thứ nhất á, đó lại là cái hình mình tìm điểm ảnh sau cùng. Mình đã nhìn ra được cái phương án đó là sai rồi, nó không có ráp lại được hình khối. Nhưng mà lúc đó là tìm cái điểm là bắt đầu mắt hoa lên rồi. Ồ, thật đáng tiếc, khó quá nhờ. Khó quá. Rất tiếc là chị chọn sai cái điểm mà đã dời đi. Không sao quý vị, chị vẫn còn hai lần. Sự thất bại với đề 1 đồng nghĩa Mai Hân phải thành công trong hai lượt tiếp theo. Áp lực chồng áp lực, Mai Hân có vượt qua được sự căng thẳng đang bao trùm lấy cô? Đối với hình thứ hai, mình chỉ cân nhắc nhìn đi nhìn lại một hồi thôi là mình đã có thể tìm được cái điểm đó rồi. Tiếp tục là khối 49. Hình sai là hình số 4. Và cùng xem nhé. Chính xác. Và hình sai. Chính xác, chúc mừng chị. Mời chị tìm ra cái điểm sai của hình số 4. Và đáp án của chương trình là... Yeah! Chính xác! Ôi trời ơi! Wow! Wow! Đến lần thứ 2 là đúng hết từ khối, hình và điểm. Cái điều này cũng làm cho rất là nhiều khán giả trong trường quay và những cái giám khảo như chúng tôi nghĩ rằng là bạn ấy có thể chinh phục được. Thật tuyệt ơi! Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu chị vượt qua thử thách này, coi như thử thách thành công. Cố lên chị Hân ơi! Là khối số 10 và hình sai là hình số 5. Số số! Chính xác. Và trời ơi, tiếc quá chị ơi. Đối với hình thứ 3 thì mình vẫn còn đang băn khoăn. Tại vì cái hình đó tỷ lệ điểm của một số cạnh nó ở kích thước quá bé. Cho nên là mình chủ quan khi mà chọn cái phương án đó. Thưa quý vị, không chính xác. Nhưng vẫn cho chị một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021.
siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 VTranel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 VTranel. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.